Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel YouTube của Rodipan Vlog. Trước khi đến với bản tin ngày hôm nay, Rodipan Vlog hy vọng các bạn để ra 1 giây để bấm subscribe đăng ký để nhận được những thông báo mới nhất, và đặc biệt bấm chuông để nhận được những tin tức mới nhất về thông tin tiểu sử cầu thủ Hồ Khắc Ngọc. Hồ Khắc Ngọc sinh ngày 2 tháng 8 năm 1992 là một cầu thủ bóng đá thi đấu cho Sông Lam Nghệ An và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thông tin cá nhân: tên đầy đủ Hồ Khắc Ngọc, ngày sinh 2 tháng 8 năm 1992, nơi sinh Nghệ An, chiều cao 1m70, vị trí tiền đạo, tiền vệ. Thông tin về câu lạc bộ hiện nay Sông Lam Nghệ An, số áo 12, câu lạc bộ trẻ Sông Lam Nghệ An, câu lạc bộ chuyên nghiệp năm 2012 thi đấu cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, về đội tuyển quốc gia năm 2018 thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Những điều chưa biết về Hồ Khắc Ngọc. Hơn 6 năm khẳng định mình trong màu áo của Sông Lam Nghệ An tại V-League, mới đây tiền vệ Hồ Khắc Ngọc lần đầu tiên vinh dự được góp mặt trong danh sách của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn chưa nhiều người biết về chân dung cầu thủ sinh năm 1992 này. Vua phá lưới, cầu thủ xuất sắc rất giải Cúp báo Nghệ An, bộc lộ tài năng thiên bẩm từ giải đấu cấp phường. Khắc Ngọc ở thời điểm tham dự giải Cúp báo Nghệ An trong màu áo của thành phố Vinh đã để lại ấn tượng mạnh với các tuyển trạch viên của Sông Lam Nghệ An. Năm 2002, Hồ Khắc Ngọc là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu và cũng là vua phá lưới hơn 20 bàn thắng. Đá V-League 4 năm đầu không ghi bàn. V-League 2012 đến V-League 2015 có lẽ là giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp của Khắc Ngọc, khi anh phải cạnh tranh suất đá chính với những cầu thủ như Hoàng Thịnh, Quang Tỉnh. Trong 4 năm đó, Khắc Ngọc chỉ có 5 trận đấu được đá chính, 32 trận từ băng ghế dự bị không được vào sân. Tuy nhiên, đến V-League 2016, Khắc Ngọc hoàn toàn lột xác và trở thành trụ cột của đội bóng xứ Nghệ. Vô duyên với đội tuyển quốc gia. Năm 2014, Khắc Ngọc cùng hàng loạt cầu thủ được huấn luyện viên Toshiamura triệu tập vào đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự ASEAN 17. Tuy nhiên, cầu thủ này bị loại kể từ thời điểm đó, không bao giờ anh vinh dự được khoác áo đội tuyển, ngoại trừ đội tuyển U21 Việt Nam tuyển chọn tại giải giao hữu U21 quốc tế. Khắc Ngọc thi đấu ở vị trí tiền vệ kiến thiết và anh đặc biệt thần tượng tiền vệ Cesc Fàbregas, người Tây Ban Nha đang thi đấu cho Chelsea. Thường xuyên tung ra những đường chuyền dài và có độ chính xác cực cao và những pha đi bóng lắt léo. Tiền vệ trẻ Hồ Khắc Ngọc cũng được ví như thần tượng của mình. Hưởng lương cao nhất tại Sông Lam Nghệ An. Năm 2017, Khắc Ngọc được Sông Lam Nghệ An gia hạn hợp đồng thêm 2 năm với số tiền lót tay vào khoảng 1,7 tỷ đồng trên 1 năm. Và mức lương của tiền vệ này cũng thuộc diện cao nhất tại đội bóng xứ Nghệ, trên 25 triệu một tháng. Không tham vọng lớn, chừng đó là quá đủ để Khắc Ngọc nguyện gắn bó lâu dài với đội bóng quê hương. Chuyên gia lập siêu phẩm. Bàn thắng của Khắc Ngọc trong trận gặp Stamford Rovers trên đất của Singapore trở thành bàn thắng đẹp nhất của vòng 1 AFC Cup 2018. Và tại V-League, dù không thường xuyên ghi bàn nhưng đa số những pha lập công của Hồ Khắc Ngọc đều được thực hiện với độ chính xác và đẳng cấp cao. Với phong độ chói sáng tại Sông Lam Nghệ An, Khắc Ngọc được Khôn bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất châu Á tháng 2 năm 2018. Luôn đứng đầu các bảng thống kê, tại V-League 2017, Khắc Ngọc đã ra sân 22 trên tổng số 26 trận của Sông Lam Nghệ An, tương ứng với khoảng 1.815 phút. Trong thời gian này, anh tìm được 3 bàn thắng và 7 đường kiến tạo. Phần mềm eStats cũng thống kê Khắc Ngọc là tiền vệ xuất sắc nhất mùa bóng vừa qua. Còn tại AFC Cup 2018, Khắc Ngọc cũng là linh hồn của Sông Lam Nghệ An, nơi tuyến giữa với một kiến tạo thành công và một tổ chức tấn công và một bàn thắng.